7 đấy. Hai năm một tháng 7. Thế anh có cảm nhận gì về sau 7 ngày được chăm sóc rồi? Có 7 ngày chăm sóc mà đi da sáng lên. Da sáng lên ạ. Mụn nó giảm bớt rất là nhiều. Mụn không ngủ rất nặng. Dạ. Em nhớ là hôm đầu tiên đến thì mặt của anh rất là nhiều mụn. Thì trước đây anh đã cái tình trạng này nó kéo dài lâu chưa? Kéo dài từ năm học lớp 10 giờ là 9 năm rồi. 9 năm ạ. À? Vâng, anh có điều trị ở đâu chưa ạ? Em có điều trị rất nhiều nơi và có vào bệnh viện da liễu không? Vâng. Thế là anh được giới thiệu đến đây ạ hay là anh vô tình bạn giới thiệu đến đây? Dạ vâng. Thế thì sau buổi buổi da của anh cải thiện rất là nhiều. Thế là còn 3 buổi nữa là anh kết thúc liệu trình. Có thể là chắc là phần nào anh đã đạt được cái nguyện vọng của anh thì đến đây đúng không ạ? Nguyện vọng của anh đến đây là làn da đẹp, không bị mất làn da, là bỏ đi cái mặc cảm của mình. Dạ vâng. Để giao tiếp với mọi người thoải mái. Dạ vâng. Nghe được điều này bọn em rất là vui. Thế thì cái thái độ phục vụ của nhân viên bọn em như thế nào anh? Về cách giao tiếp của nhân viên thì là phục vụ nhiệt tình, làm việc rất quan tâm. Quan trọng nhất là bạn quan tâm. Dạ. Thế thì cái chi phí chăm sóc của bên em có hợp lý không ạ? Chi phí thì anh đi nhiều nơi để anh thấy là chi phí rất phù hợp. Thì chủ yếu bên em hướng đến đối tượng là em sinh viên và em người công sở đấy ạ. Thì sau 3 buổi nữa thì kết thúc liệu trình thì anh có muốn tiếp tục đến chăm sóc da với Terry khi có nhu cầu không ạ? Có và rất muốn và anh sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh có buổi tối vui vẻ.